Chính phủ có 2 phó thủ tướng, 12 bộ trưởng mới. Sáng ngày 8 tháng 4, Quốc hội phê chuẩn đề nghị việc bổ nhiệm 2 phó thủ tướng chính phủ, 12 bộ trưởng và thành viên khác của chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín. Sau đó, Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết phê chuẩn đề nghị về việc bổ nhiệm 14 tân thành viên chính phủ với 455 trên 459 đại biểu Quốc hội có mặt tán thành, chiếm 94,79% tổng số đại biểu. Cụ thể, Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm 2 phó thủ tướng gồm ông Lê Minh Khái và ông Lê Văn Thành. Tân phó thủ tướng Lê Minh Khái vừa được Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Tổng thanh tra Chính phủ chiều ngày 7 tháng 4. Ông Khái sinh năm 1964, 57 tuổi, quê ở xã Vĩnh Phú Tây, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu, trình độ thạc sĩ kế toán kiểm toán, kỹ sư kinh tế. Ông là Bí thư Trung ương Đảng khóa 13, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12, 13, đại biểu Quốc hội khóa 14. Ông trưởng thành từ cán bộ kế toán, phó văn phòng Trung tâm Phát triển Ngoại thương và Đầu tư, thành phố Hồ Chí Minh và đã kinh qua các chức vụ kiểm toán trưởng kiểm toán nhà nước tại khu vực 5 tại thành phố Cần Thơ, phó tổng kiểm toán nhà nước, phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2011-2016. Trước khi được điều động ra Trung ương giữ chức Tổng thanh tra Chính phủ từ tháng 10 năm 2017 cho đến nay, ông làm bí thư tỉnh ủy Bạc Liêu trong 2 năm, từ tháng 10 năm 2015 đến tháng 10 năm 2017. Tại Đại hội 13 của Đảng, ông được tái cử Ủy viên Trung ương Đảng khóa mới và được Trung ương bầu vào ban bí thư nhiệm kỳ 2021-2026. Tân phó thủ tướng Lê Văn Thành, sinh năm 1962, 59 tuổi, quê quán xã Tân Liên, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng, trình độ chuyên môn thạc sĩ quản lý kinh tế. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12, 13, đại biểu Quốc hội khóa 12. Trước tháng 7 năm 2010, ông là giám đốc công ty xi măng Hải Phòng. Sau đó ông kinh qua các chức vụ: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng và giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng từ tháng 10 năm 2015 đến nay. Tại Đại hội 13 của Đảng, ông được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2021-2026.